Ở trong các cái chương trình thì nó sẽ có cái sự liên thông với nhau, và nhất là trong các cái chương trình mà họ adopt thì nó có cái tính chất là cùng họ và nó chuyển đổi tài liệu qua lại với nhau. Ví dụ như là tôi có thể làm như thế này, chẳng hạn như là ở trong Illustrator, khi mà mình nhập một cái tài liệu bên ngoài vào thì mình có thể là vào file, vào place chẳng hạn, thì đây là cái lệnh để mà chúng ta lấy một cái tài liệu bên ngoài vào. Ví dụ như bây giờ tôi lấy một cái ảnh đưa vào, thì ở đây các bạn lưu ý là chúng ta có một cái checkbox là link, và cái này thì nó được mặc định của chương trình là nó đánh dấu sẵn. Tuy nhiên các bạn có thể dùng hoặc có thể không dùng thì tùy mình nhé. Link với lại không link thì nó khác nhau như thế nào? Link với không link thì nó khác nhau ở cái chỗ là khi mà các bạn không đặt link thì cái tài liệu đó nó sẽ được đưa vào trong cái, tức là cái tài liệu bên ngoài ấy, nó sẽ được đưa hẳn vào trong file Illustrator và nó nằm thật sự ở trong đó, nó nằm thật sự ở trong file của chúng ta. Thế còn nếu chúng ta để link thì chúng ta chỉ nhìn thấy cái tài liệu mà cái tài liệu gốc nó nằm ở bên ngoài. Thì chúng ta giải thích một tí như thế này, chúng ta xem một cái gì trên màn hình thì nó có thể là nó, hoặc là các bạn kết nối với lại đầu thu, hoặc là các bạn kết nối với anten, hoặc các bạn kết nối với lại đầu DVD chẳng hạn, thì các bạn sẽ xem được bộ phim ở trên màn hình. Tuy nhiên cái bộ phim thực sự thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đài phát đúng không? Nó nằm ở trung tâm phát của đài truyền hình, hoặc là nó nằm ở trong cái đĩa DVD. Còn cái mà chúng ta xem nó chỉ là tín hiệu được gửi đến đấy, và cái màn hình của chúng ta nó chỉ là một cái phương tiện để mà hiển thị những cái tín hiệu đó, những cái bộ phim đó thôi. Thế thì ở trong Illustrator thì nó cũng sẽ như vậy. Nếu như chúng ta đánh giá link, đánh dấu vào phần link này thì những cái mà chúng ta đang nhìn thấy nó cũng giống như tín hiệu truyền hình ấy, là nó mượn cái môi trường Illustrator để mà nó hiển thị thôi. Còn tài nguyên thực, tài nguyên gốc là nó nằm ở cái file, nó nằm ở cái folder ở chỗ khác cơ. Đây bây giờ chúng ta xem place. Cái này thì các bạn cũng lưu ý kỹ nhé. Đây là những cái phần mà nó cũng cực kỳ quan trọng, nó gây ra lỗi về sau này đây này. Thế thì khi xuất hiện ở trong này thì nó sẽ là link. Tôi có thể kiểm tra rất dễ bằng cách là tôi nhìn lên trên này, là tôi nhìn thấy cái chữ link file, có nghĩa là đây là một cái file được link từ phía ngoài vào. Nó hiển thị ở trong này thì vẫn hiển thị, nhưng nó không thực sự là nằm ở trong cái file này của chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi vẽ ra một vài cái hình khác. Những hình này là nằm trong hay nằm ngoài? Hình này là nằm trong. Đây là hình được tạo ra trong môi trường Illustrator, nhưng cái hình này là được link từ bên ngoài vào. Thế thì nó sẽ dẫn tới vấn đề như thế nào? Nếu hình link thì nó làm cho tài liệu của chúng ta nhẹ, bởi vì nó chỉ đọc thông tin từ bên ngoài nó đưa vào. Đấy. Nhưng ngược lại nó có một cái sự nguy hiểm là gì? Nếu như các bạn lơ đãng trong cái quá trình làm việc, các bạn làm không đúng chuẩn, thì khi mà các bạn đem cái tài liệu này ra khỏi máy của mình, sẽ có khả năng cái ảnh này mất, nó sẽ không có nữa. Đấy, đấy là cái điều rất là nguy hiểm. Và khi các bạn gửi tài liệu đi nhà in, các bạn gửi tài liệu cho khách hàng, nó sẽ thông báo là missing, nó sẽ bị mất mất là những cái tài liệu được nhúng ở bên ngoài. Hiển thị rất nhanh do nó không phải chứa cái tài liệu này ở trong cái file iLook của chúng ta. Nhưng ngược lại nguy hiểm tồn tồn chứa là sẽ bị mất, sẽ bị thiếu. Thiếu trong mấy trường hợp: một là có tài liệu đi mà không có theo cái file link, trường hợp thứ hai là di chuyển vị trí hoặc là rename cái tài nguyên thì là nó cũng sẽ bị missing và không tìm được. Thế thì bây giờ sẽ có hai cách xử lý: một là chúng ta không đánh giá là link nữa. Đây bây giờ tôi sẽ làm hai thao tác nhé, một cái là link và một cái không link nhé. Này chúng ta xem, bây giờ tôi cũng lấy cái thằng này, nhưng mà tôi bỏ cái đánh dấu link này đi nhá. Thế thì các bạn
quan sát giữa hai cái này cho tôi. Khi tôi chọn cái ảnh này thì cái này nó báo là link file, còn ở bên tài liệu bên này khi tôi chọn thằng này nó báo là email. Rất khác nhau nhé. Nó thông báo đây là một cái bức ảnh và bức ảnh này đã được đưa thẳng vào, đã được nằm ở trong cái tài liệu Illustrator của chúng ta. Đây tôi cũng vẽ thêm hai cái hình nữa. Và bây giờ tôi và các bạn cùng lưu nhé. File này save. Bây giờ ví dụ tôi đưa ra desktop tìm cho dễ này. Đây là từ kiểm tra lại một tí xem đây là thằng link hay không link nào. Đây là không link, đúng không? Save. Đây là file không link. Rồi, bây giờ bên này tôi sẽ đặt tên cái này là link. Ok, đến đây chúng ta mới kiểm tra lại xem nó như thế nào. Chúng ta sẽ xử lý cái này như sau. Tôi sẽ tìm lại để xem cái ảnh gốc nó nằm ở đâu nhé. Plus này, cái này này. Chúng ta sẽ truy cập vào cái nơi mà chứa cái file gốc đi. Đây, đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm một thao tác là tôi rename đi. Ví dụ tôi xóa bớt một cái số ở trong này đi, đó là 11. Bây giờ tôi xóa bớt một số 1 đi. Xong. Đấy. Ngay lập tức khi mà tôi quay trở về cái file cái cửa sổ Illustrator do cái tài liệu này đang mở, nó thông báo ngay lập tức some file are missing or modified. Đó. In the link panel. Would you like to update them now? Thế thì đây là tình trạng khi mà một tài liệu của chúng ta đặt ở chế độ link và nó phát hiện ra là cái file nguồn bị thay đổi hoặc là điều chỉnh gì đó, nó sẽ thông báo cho chúng ta. Bây giờ các bạn có thể chọn yes or no. Nếu mà các bạn yes, nó sẽ đưa ra các cái chế độ cho các bạn replace hoặc là ignore. Đấy. Nó sẽ tìm thấy, nó thông báo đây này. Không thể tìm thấy được cái tài liệu link ở bên ngoài có tên là 11 flat hero này, đúng không? Choose the replace to select another file or ignore to leave this link unchanged này. Thì bây giờ nó sẽ yêu cầu chúng ta là tìm cái file khác thay thế vào hoặc là cái file đã sửa thay thế vào. Nếu replace thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải tìm ra cái mà sử dụng để mà thay thế. Này thì tôi lại phải chỉ cho nó là thay thế bằng cái nào. Bây giờ chúng ta mở ra thì nó sẽ lại xuất hiện. Còn trường hợp bây giờ nếu như mà tôi đóng vào nhé, bây giờ tôi lại đóng vào này, glue đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm việc bằng cách như thế này. Tôi đóng vào, tôi đóng cả hai cái thằng link và không link vào. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một cái thao tác lại thay đổi lại một lần nữa. Bây giờ tôi lại trả cái thằng này về về tên gốc nhá, là tôi thêm 11 vào, vừa nãy tôi đã cập nhật là 1 rồi, được chưa? Bây giờ chúng ta lại mở lại cái thằng này ra, file resend, đây mở cái không link đi, thì nó vẫn không có vấn đề gì đúng không? Bây giờ tôi mở cái thằng link này. File resend link. Đây. Các bạn thấy ngay, tôi vừa mới đổi lại tên về tên gốc một cái là lập tức thằng này nó lại phát sinh chuyện ngay. Nó lại thông báo rằng không tìm thấy cái tài liệu kia ở đâu. Thế nếu mà replace thì các bạn phải tìm được cái file đó các bạn đưa vào. Nhưng mà đau đầu một cái ở đây là cái gì?
Thường tình trạng này xảy ra rất ít khi xảy ra ở máy của chúng ta. Đấy, mà thường là do chúng ta gửi đi rồi. Đấy, do chúng ta gửi đi rồi. Do đó thì các bạn sẽ không thể nào mà có được cái file đó để mà thay thế. Ví dụ tôi gửi cho các bạn mà tôi không gửi kèm cái ảnh, các bạn có ra lệnh replace thì các bạn cũng sẽ không lấy cái tài liệu đấy ở đâu ra để mà replace vào. Lúc đấy thì hoặc là bỏ qua, hoặc là các bạn lại phải gọi điện cho tôi mà gửi thiếu file rồi, gửi lại đi, đúng không? Nên nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Thế còn trong trường hợp này là chúng ta chỉ thấy có một cái file thôi, còn nếu như mà có nhiều file ấy, thì các bạn có thể đánh dấu thêm cái phần này apply to all nếu như mà missing nhiều file. Khi mà tôi gửi cả một cái tệp rất là nhiều cái file mà bị missing sang thì các bạn chỉ cần chọn ra một cái, nó sẽ lựa theo cái những cái còn lại, nó sẽ tự động nó replace cho các bạn. Đây, nếu mà replace này thì chúng ta lại phải chỉ, chúng ta lại phải xác nhận lại thì lúc ấy nó mới xuất hiện. Những cái gì mà vẽ ở trong tạo trong môi trường Illustrator rồi thì thôi, ok, luôn luôn nó sẽ có, nhưng mà cái nào mà link ở bên ngoài thì cái đấy tồn chứa nguy hiểm đấy, rất cẩn thận trong cái việc sử dụng link. Thế còn link thì nó được cái gì? Link thì nó hơn ở cái chỗ như thế này. Đây các bạn nhìn nhé, đây là link và đây là không link. Thế không link thì nó sẽ giải quyết cái gì, mà link thì nó giải quyết cái gì? Không link thì làm việc nhanh, đọc file nhanh, tại vì nó không phải chứa cái tài liệu đó, nhưng nó sẽ rất dễ bị mất, bị thiếu, không tìm ra tài liệu đường link vào. Nhưng nó lại có một cái điểm đặc biệt là gì? Tôi có thể sửa cái file gốc và cái file gốc đó nó sẽ tự động cập nhật vào. Đây, bây giờ chúng ta xem thử tình trạng nhé. Tôi mở cái file này ra. Đây, tôi mở cái file này ra nhé. Và bây giờ tôi sẽ thay đổi màu cho nó chẳng hạn. Ví dụ Ctrl U đi. Được chưa? Tôi thay đổi màu. Bây giờ khỏi nói là đẹp hay xấu, nói tóm lại là cái file này thay đổi. Ok, bây giờ lưu. Được chưa? Thế khi mà tôi lưu như thế này thì sẽ có cái sự khác biệt giữa hai cái file. Một file mà link thì nó sẽ thông báo ngay là có sự sửa đổi. Bây giờ có chấp nhận là lấy cái thông tin sửa đổi không? Yes này. Đấy. Đây, các bạn nhìn thấy là cái file mà chúng ta đặt link thì nó lập tức là nó cho phép cập nhật cái sự thay đổi. Đây là đang mở nhá, thì nó sẽ báo ngay. Còn nếu mà cái file này đóng thì đến lúc nào mở ra thì nó sẽ cũng lại thông báo rằng là cái file gốc bị thay đổi rồi, có cập nhật hay không. Đấy, và chúng ta chấp nhận cập nhật một cái là nó sẽ làm sao đây? Nó sẽ cập nhật luôn những cái sự thay đổi file gốc ở bên ngoài. Thế còn cái thằng mà không link ý, thì nó sẽ đưa nguyên cái tài liệu gốc vào đây rồi, cho nên là cái tài liệu ở bên gốc ở bên ngoài nó có thay đổi hay không thì nó không cần quan tâm nữa. Đấy. Thế nhưng cái thực ra cái trò link đấy cũng 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 rất là nguy hiểm ở cái chuyện đấy đấy. Tại vì là nếu như các bạn hình dung thế này nhé, máy của một mình các bạn làm thì không sao, đúng không? Mọi sự thay đổi trong bất kỳ một file nào link ở bên ngoài các bạn là người làm và các bạn quản lý được chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện mà đặt link ra ngoài ấy, là cái chuyện nguy hiểm nếu như các bạn dùng chung máy. Sao không chỉ như thế? Các bạn dùng chung máy thì có thể một người nó chọc vào cái file gốc kia của các bạn đã được link vào trong tài liệu. Các người ta xóa đi, người ta thay đổi, người ta làm cái gì đó, bạn không quản được mà lại đặt ở cái chế độ link, thì đến lúc mà nó tự động nó cập nhật cái sự thay đổi của file gốc ấy thì là các bạn không nắm được. Các bạn cứ cho rằng là không có gì thay đổi cả, các bạn chuyển cho khách là các bạn đòn đấy. Cho nên là cách thức làm việc tốt nhất thì theo tôi khuyên thì lại là đừng để link đấy. Đừng để link thì nó giải quyết được vấn đề gì? Một là không lo cái nó bị missing missing file. Thứ hai nữa là không lo là cái file gốc nó bị thay đổi và nó cập nhật vào mà mình không biết. Đấy, nếu như trường hợp mà các bạn dùng chung máy nhé,
cùng một phòng thiết kế mà cùng dùng chung một cái nguồn tài nguyên nào đó trên máy đấy, thì nó rất dễ bị dính vào cái trường hợp là ông A sửa mà ông B không biết đấy, và nó cứ thế là nguyên C B cái file đã bị sửa mà không biết đi. Tất nhiên đấy là cái nguồn tài liệu bên ngoài thôi, còn tài liệu của mình thì không bị sửa rồi, những cái gì mình tạo ra trong Illustrator thì không sửa đấy, nhưng mà những cái tài nguyên ở ngoài, một cái ảnh của nó ở ngoài bị thay đổi rồi, bị modify rồi, mình không biết là mình sẽ an toàn với chuyện này đấy. Cho nên tốt nhất lời khuyên là không nên để link, mặc dù nó sẽ nặng máy hơn, nặng tài liệu hơn một tí, nó đọc các thứ nó cũng chậm hơn, nhưng mà cái độ an toàn thì nó lớn hơn. Đến đây thì chúng ta lại nói lại để khắc phục cái chuyện đấy thì làm thế nào. Khắc phục chuyện đấy, các bạn có thể để link hoặc không link, nhưng có một vấn đề như thế này: các bạn sẽ sử dụng cái tính năng là đóng gói, làm ở trên máy mình không có bất cứ vấn đề gì chuyển xảy ra đâu, nhưng nếu mà các bạn đem cái tài liệu đi ra khỏi máy mình đưa cho khách hàng hoặc đưa cho một người quen, thì các bạn sẽ sử dụng cái tính năng này cho tôi đây này, để ý kỹ này, và file này vào cái lệnh là đóng gói nhé. Lệnh này là cái lệnh được tích hợp ở trong phiên bản CC, trước đấy là các phiên bản cũ là không có cái này, hoặc nếu có thì sẽ phải sử dụng rất là lằng nhằng cái đoạn là gọi script ra, gọi 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 script ra để mà xử lý. Cho nên là đến phiên bản CC thì cái này là cái rất là tốt cho các bạn đấy. Lưu file thì sử dụng cái tính năng đóng gói như này đây, và chúng ta nhấp chọn này, nó sẽ hỏi các bạn là đưa vào thư mục nào, sau đó thì chúng ta chỉ việc là ra lệnh đóng gói thôi. Các bạn nhìn đây này, option này, copy link, có nghĩa là tất cả các tài liệu mà nằm rải rác ở trong máy, bất kể là ổ nào, folder nào, tên là gì nó không cần biết, bạn có thể làm một cái link hoặc là 100 cái link, nó sẽ truy bằng được đầy đủ tất cả các link đó, và nó sẽ nhét chung vào một folder cho các bạn, nó viết lại đường link từ tài liệu vào cái folder đó đấy. Collect link này, separate folder này, relink file to document này, tự động viết lại đường link mới đấy. Copy phông này, cái đoạn này cũng là quan trọng đó, copy phông, tại vì là có những cái phông mà nó sẽ nằm ở trong máy mình là có nhưng sang máy khác là không có đấy. Đây, đóng gói, đóng gói rồi thì nó sẽ tạo ra cái gì này, à không link thì ok rồi, tại vì là thầy sai trong trường hợp này mình phải làm ở cái link đúng không. Đây, đóng gói nhé, đầu tiên là nó yêu cầu sếp đã để đảm bảo rằng là đến tình trạng cuối cùng rồi. Thứ hai là bắt đóng gói, đóng gói xong nó có hai trường hợp cho các bạn: một là các bạn nhấp ok để xác nhận là đóng gói xong, còn các bạn muốn xem thì đây các bạn đánh dấu vào cái show show này đúng không, đây nó mở ra này. Quan trọng là cái gì, đây file gốc iLoot nhé, đây là thư mục link này, trong thư mục link này nó sẽ chứa cái ảnh mà chúng ta đã sử dụng đấy, và nó tự động nó viết lại đường dẫn. Trường hợp này vẫn là link nhé, chứ không phải là MS, không phải là MS đâu, nhưng mà điều quan trọng là nó không bị thiếu cảnh nào cả đấy, thì các bạn sử dụng cái này cho tôi. Còn nếu mà các bạn làm việc ở phiên bản thấp hơn thì tôi sẽ tìm và tôi sẽ cung cấp cho các bạn một cái script nó được viết để hỗ trợ cái việc mà đóng gói như thế này đấy, nhưng mà chúng ta sẽ lại phải chỉ định là dùng script nào. Thế đây là đóng gói ngay bên trong Illustrator, hoặc là chúng ta chấp nhận là link hay không link ở trong Illustrator. Thế còn làm việc chéo thì có làm được không? Đây, bây giờ các bạn xem trong trường hợp như thế này. Tôi lấy ví dụ như là tôi thiết kế một cái gì đó ở trong môi trường Photoshop, và tôi có thể làm sử dụng hình ảnh này, màu mè này, text. Ở đây có một cái vấn đề là làm việc với text ở trong Photoshop có làm được không? Làm được. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn cho nó sắc nét, chúng ta muốn cho nó đẹp hơn, thì hoặc là chúng ta xử lý tất cả những vấn đề liên quan tới ảnh ở trong Photoshop đi, sau đó thì chúng ta vứt nó, nhập nó cái ảnh đó vào cho Illustrator và đánh text ở trong Illustrator đấy,
để cho nó sắc nét hơn. Nhưng cũng có thể các bạn sẽ dùng trong trường hợp như thế này. Đây, các bạn gõ một cái text nào đó ở trong Illustrator. Chỉnh lại nhé. Trong Illustrator muốn mở qua sốt cho không được các cái lệnh với thầy Cajulu thì không, đấy là chúng ta mở thẳng ở trong Photoshop này. Đây bây giờ các bạn quan sát đây này, copy nhé, tôi có thể đánh text ở trong Illustrator nhé, sang bên Photoshop tôi có thể dùng Ctrl V tôi dán vào. Nó sẽ cho phép tôi chọn giữa các dạng Sharp Layer Path, Pixel hay Smart Object nhé. Các bạn chọn một trong các trường hợp như thế này. Tốt nhất là trong trường hợp này, nếu mà làm việc chéo giữa hai cái chương trình, các bạn nên để Smart Object cho tôi. Đây này, nhìn kỹ này, tôi có thể đưa được cái text ở bên Illustrator sang bên Photoshop. Được chưa? Rất sắc. Vì sao? Vì nó là tài liệu, nó làm từ Illustrator, nó sẽ sắc hơn là các bạn làm text từ trong Photoshop. Thế bây giờ nếu mà muốn chỉnh thì nó đang là gì đây nhỉ? Nó đang là Smart Object. Các bạn có thể đổi màu được không? Các bạn có thể làm lại được không? Đây này, nhìn. Đây này, link giữa các cái nhé. Nhìn đây này, nhấp vào cái biểu tượng của Smart Object Thumbnail này, nhấp lúc này, nó sẽ lại mở cái môi trường Illustrator ra mà nó đưa cho chúng ta cái file này. Bây giờ tôi có thể chọn, tôi có thể thay đổi màu hoặc là làm bất cứ một cái gì đó. Đó, ví dụ tôi đổi màu này, được chưa? Đổi màu xong, đóng lại. Nó hỏi có lưu hay không? Yes. Và bây giờ chúng ta quay trở về Photoshop. Thấy đổi màu không ạ? Bây giờ không thích đổi màu nữa mà tôi thích lớn bé. Lớn bé thì đơn giản là Ctrl T, các bạn thích kéo bao nhiêu thì kéo, được chưa? To nhỏ, nhưng đây mới chỉ là kích thước thôi. Bây giờ tôi muốn đổi phông cơ thì đây, nó vẫn linh hoạt như thế này. Chúng ta có thể quay sang đây và tôi chọn một cái phông khác, ví dụ như đây là Miria Pro, tôi chọn một cái phông khác đi, ví dụ như thế này chẳng hạn. Đây, chọn phông khác, bây giờ lại đóng lại. Yes. Đây, quay trở về Photoshop xem đã đổi chưa? Đổi ngay. Đó, thì đây là một số cái mà các bạn cần phải lưu ý là cái sự thông qua thông lại giữa các cái chương trình, chuyển đổi tài liệu giữa cái chương trình đó chương trình kia là nó hỗ trợ như thế, và lưu ý kỹ cái phần đóng gói. Thế còn giải quyết ở trong cái thằng link mà không link ở đây thì có giải quyết được không? Đây, tôi lại nói thêm. Đây là link file, nhưng nếu mà các bạn muốn rằng là tránh cái tình trạng là bị mất file, các bạn cũng không muốn là đóng gói, có được không? Cũng được, thì các bạn làm cái thao tác này cho tôi. Nhưng mà cái thao tác này là cái thao tác mà làm cuối cùng nhé. Sau khi mà các bạn làm xong hết rồi, thiết kế xong hết rồi, trước khi mà các bạn vác cái tài liệu này đi thì các bạn làm cho tôi thêm thao tác này. Đây này, nhìn lên trên thanh option này, các bạn sẽ tìm thấy một cái nút lệnh là embed. Các bạn bấm vào đây, thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ nhúng cái tài liệu của chúng ta vào trong nhúng cái tài nguyên bên ngoài vào trong tài liệu Illustrator. Đấy. Thế còn như hỏi vừa rồi, tức là lại muốn là đây, thì bạn lại có nút lệnh này, Edit Original. Đấy. Thế thì nó sẽ mở một cái chương trình ra cho phép chúng ta chỉnh sửa nó. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta phải chỉ định cho chương trình biết rằng là cái nào gọi là original, cái nào là cái mà nó sẽ được chỉ định dùng làm cái chương trình chỉnh sửa. Đấy, ở đây thì tạm thời nó đang hiểu là chỉnh sửa trong Paint đây này, là cái chương trình hết sức là thô sơ. Vậy thì bây giờ chúng ta lại phải tìm cách chúng ta xác lập lại cái này. Đấy, chúng ta lại phải xác lập lại ở trong trong cái chương trình InDesign ấy, thì nó có nó có hai lệnh cơ. Một lệnh là Edit Original, một lệnh là nó chỉ định là mình sẽ mở cái nào. Đấy,
Mà thường thì chúng ta hay hay xử lý cái ảnh ở ở bên đấy hơn. Đấy, thế còn ở bên này thì nếu mà sử dụng thì bấm vào đây mà Edit Original thì sẽ lại do cái chỉ định của nó. Vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tìm cách là thiết lập lại như thế nào gọi là original, chỉ định lại cho nó đã.